Vì là trong các cái nguyên nhân đau vai thì có hai cái nhóm, một là do những cái chấn thương tai nạn, hai là những cái trường hợp mà tự nhiên bệnh nhân đau vai. Thì trong cái bài này tôi sẽ làm rõ về những cái hình ảnh, những cái nguyên nhân gây ra cái nhóm đau vai không do chấn thương, hay còn gọi là tự nhiên mà đau vai đi khám đấy ạ. Về cái nhắc lại một chút về cái giải phẫu và sinh lý của khớp vai. Cái khớp vai thì các bạn thấy rằng là một cái khớp mà có tầm vận động lớn nhất của cơ thể. Khớp vai có thể xoay đến 360 độ và nó cử động rất là nhiều. Để tạo được cái cử động rộng như thế thì cái cấu tạo đặc biệt của khớp vai với cái hình thái của chỏm xương cánh tay thì kích thước lớn, và ngược lại ổ chảo thì kích thước nhỏ, và do đó thì cái chỏm có thể xoay rất là rộng, ở góc rất là biên độ rất là rộng xung quanh ở cái khớp vai này. Và để tạo được cái biên độ vận động rộng như thế thì cần có vai trò đóng góp rất là lớn của các cái gân đai xoay nối từ xương bả vai đến xương cánh tay. Và chính vì thế mà cái nhóm bệnh lý hay gặp nhất ở cái vùng cây đau vai ở vùng vai này là cái nhóm bệnh lý liên quan đến các cái gân đai xoay này, vì nó cử động rất là nhiều. Và trong quá trình cử động, những cái vi chấn thương lặp đi lặp lại qua thời gian dẫn đến những cái tổn thương ở gân đai xoay. Thì như vậy là cái trong các cái nhóm nguyên nhân gây đau vai thì cái tổn thương gân chóp xoay tôi xin nhấn mạnh là cái tổn thương hàng đầu do cái sinh lý vận động đặc biệt ở vùng vai. Ngoài ra có các cái tổn thương của phần mềm khác như của bao hoạt dịch của cơ, và tổn thương các thành phần khác của khớp như xương sụn khớp, sụn viền, bao khớp, dây chẳng ổ khớp. Và trong cái bài này thì tôi sẽ đi sâu làm rõ về những cái nguyên nhân mà gây ra đau vai ở cái nhóm mà không có chấn thương. Đây là cái hình thái giải phẫu của khớp vai. Các cái gân đai xoay thì có 4 cái gân. Ở mặt trước thì ta có cái gân cơ dưới vai và bám vào cái bờ trong của cái rãnh nhị đầu. Còn ở mặt sau thì cái gai vai nó sẽ chia ra cái nhóm gân phía trên là gân cơ trên gai, và nhóm phía dưới có gân cơ dưới gai và gân cơ tròn bé. Thì đây chính là những cái gân đóng vai trò quan trọng nhất trong cái vấn đề trong cái cử động xoay của khớp vai. Ở phía trước thì chúng ta có một cái đầu dài của gân cơ nhị đầu, thì nó cũng tham gia vào vấn đề xoay của khớp vai. Đó sẽ đi qua xuyên qua ổ khớp và bám vào bờ trên của ổ chảo. Một cái cấu trúc giải phẫu cũng rất là quan trọng, đó chính là cái bao hoạt dịch nằm dưới mỏm cùng vai. Các bạn thấy rằng là cái cấu tạo đặc biệt của khớp vai này, với cái vùng vòm ở phía trên được tạo bởi xương cùng vai, mỏm quạ, và nối từ hai cái cấu trúc xương này là một cái dây chằng quạ cùng vai, thì nó tạo lên một cái vòm ở phía trên của khớp vai. Và cái chỏm xương cánh tay nó sẽ tạo thành một cái vòm ở phía dưới, và các gân đai xoay nó sẽ cử động ở trong cái khoảng không gian chật hẹp này. Thế chính vì thế mà cái cấu trúc bao hoạt dịch này nó giống như một cái lớp đệm để làm giảm cái lực ma sát giữa các thành phần xương cũng như là với cái thành phần gân. Nếu không có bao hoạt dịch này, các thành phần gân mà cọ sát liên tục giữa cái phần vòm ở phía trên cấu tạo bởi phần cứng này thì nó sẽ rất dễ dẫn đến những cái tổn thương của gân đai xoay. Như vậy là cái cấu trúc bao hoạt dịch này nó vô cùng quan trọng và nó đi liền với các cái tổn thương của gân đai xoay. Đây tôi cũng xin nhắc lại một chút là cái hình thái của cái khớp vai nó rất đặc biệt, vì cái chỏm xương cánh tay thì kích thước lớn, trong khi đó thì cái ổ chảo thì kích thước rất là bé. Vì vậy nó có một cái cấu trúc gọi là sụn viền, nó sẽ bám ở quanh bờ của ổ chảo, nó làm cho cái tăng cái phần diện tích và tăng cái độ sâu của ổ chảo đấy. Và ngoài ra thì có các cái cấu trúc để giữ vững khớp vai khác, gồm có bao khớp và các dây chằng ổ chảo cánh tay, gồm có 3 bó: dây chằng ổ chảo cánh tay trên, dây chằng ổ chảo cánh tay giữa và dây chằng ổ chảo cánh tay dưới. Các cấu trúc này làm giúp cho giữ vững khớp vai, mặc dù tầm vận động rất là lớn nhưng mà nó cũng được giữ vững bởi các cấu trúc sụn viền và dây chằng bao khớp. Về chẩn đoán bệnh lý khớp vai thì khám lâm sàng thì nhiều khi không thể đánh giá hết được cái mức độ tổn thương của gân chóp xoay, của bao khớp, của sụn viền xương, và khó mà phân biệt cái nguyên nhân gây đau vai do tổn thương tại vai hay là do các cái nguyên nhân từ nơi khác tới, như là gây thoái hóa cột sống cổ, chảy nếp và các dây thần kinh. Về X quang ấy thì X quang là cái phương tiện đầu tay và nó rất là tốt trong đánh giá phần xương. Tuy nhiên là như tôi đã nhấn mạnh rằng là cái tổn thương chủ yếu gây ra đau vai ở vùng khớp vai thì lại là cái tổn thương của các cái gân chóp xoay. Chính vì thế mà X quang khá là hạn chế, và nhiều khi chúng ta đọc một cái kết quả X quang bình thường trong khi bệnh nhân lâm sàng đau vai rất là rõ, vì cái X quang chúng ta chỉ xem được tốt cái phần xương thôi, còn phần mềm, phần sụn khớp, sụn viền đánh giá rất là kém. Về siêu âm thì rất là tốt đối với các cái cấu trúc phần mềm. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó là siêu âm thì phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm của người làm siêu âm. Nếu một người làm siêu âm mà kinh nghiệm tốt thì tôi tin rằng có thể chẩn đoán đến 80-90% các cái nguyên nhân, phần trăm các cái nguyên nhân gây đau vai. Thế tuy nhiên là cái kinh nghiệm này nó phụ thuộc vào rất nhiều vào việc mình cả khám lâm sàng kèm với khám rất là nhiều bệnh nhân thì mình mới có kinh nghiệm. Vì cái siêu âm các cái gân xương khớp, cơ xương khớp nó đòi hỏi vừa về mặt bệnh học, vừa về mặt kỹ thuật.
Thì cái phương pháp chụp cộng hưởng từ thì nó khắc phục được cả những cái nhược điểm của siêu âm và X-quang trong chẩn đoán, vì nó đánh giá được tốt cả những cái phần mềm, những đánh giá tốt cả những cái cấu trúc sâu trong ổ khớp như là cái sụn viền, bao khớp, các cái cấu trúc xương, tủy xương, và nó an toàn, không xâm lấn, không có tia phóng xạ và mang tính chất rất là khách quan, tức là mình có thể hội chẩn, có thể xem cùng xem hình ảnh, có thể trao đổi giữa các nhà lâm sàng cũng như là chẩn đoán hình ảnh. Và cái chụp cộng hưởng từ này cũng được dùng làm cái phương pháp làm cái bi lăng trước phẫu thuật, ví dụ như là phẫu thuật nối gân, các phẫu thuật sửa sụn viền trước làm vững khớp vai. Về kỹ thuật chụp cộng hưởng từ thường quy thì đối với khớp vai thì yêu cầu tối thiểu máy cộng hưởng từ là 1,5 tesla và có coi chuyên dụng khớp vai. Và chúng tôi đang sử dụng ba cái chuỗi xung quan trọng nhất, đó là ba cái chuỗi xung phát sát ở các hướng ASEAN, Coronal và Satitan. Lý do là bởi vì trên cái chuỗi xung phát sát thì các cái tổn thương nó sẽ được làm rõ, nó sẽ hiện hiện hình tăng tín hiệu và sẽ phải chụp cả ba hướng để so sánh và đo kích thước cũng như là so sánh các cái hướng để xác định rõ cái tổn thương. Và hướng T1 để làm rõ thêm cấu trúc giải phẫu cũng như tín hiệu có tổn thương thì chúng tôi có thể chọn hướng coronal hoặc các cái hướng khác tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng. Cái tư thế chụp thì bệnh nhân sẽ nằm ngửa đầu vào trong và cánh tay song song với chụp cơ thể, là một tay để ngửa và đặt coi lấy cái vùng khớp vai. Và quan trọng là chúng ta phải cố định cái coi và để cho nó chắc chắn, tránh các cái rung nhiễu ảnh khi mà chụp. Vì trong nhiều trường hợp bệnh nhân đau thì cũng sẽ không thể phối hợp nằm yên được, nên là chúng ta phải cần phải cố định thật là kỹ. Các cái chuỗi xung, đây, các cái chuỗi xung cộng hưởng từ thì quan trọng nhất là ba cái chuỗi xung PD phát sát. Lý do là gì? Các cái tổn thương khi mà trên cái xung PD phát sát thì nó sẽ hiện hình dấu hiệu tăng tín hiệu. Đây, ví dụ như trường hợp đây là cái chuỗi xung coronal PD phát sát thì các bạn sẽ thấy rằng các cái cấu trúc giải phẫu hiện lên rất là rõ, giống như cái hình giải phẫu bên này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc của xương cũng như là sụn viền, gân, cơ, bao hoạt dịch, rồi khớp cùng vai đòn. Các cấu trúc giải phẫu sẽ được hiện hình rõ và những tổn thương trên xung PD phát sát sẽ thấy rõ dấu hiệu tăng tín hiệu ở trên phim cộng hưởng từ. Tương tự như vậy, cái hướng ASEAN chúng ta sẽ chụp cả ba hướng để xác định cái vị trí của tổn thương tốt hơn. Và ví dụ như trường hợp này chụp ASEAN lên thì những cái chỗ vị trí tăng tín hiệu này là những cái vị trí có tổn thương. Đây là một cái trường hợp viêm bao hoạt dịch, cũng như ở vùng cơ chúng ta cũng quan sát thấy những cái vị trí có tăng tín hiệu trên chuỗi xung phát sát, chúng ta dễ dàng phát hiện những cái vị trí tổn thương. Và hướng Satitan để làm rõ thêm các cái tổn thương, ví dụ như trường hợp này cái tổn thương tăng tín hiệu đây chính là cái dịch trong bao hoạt dịch. Và hướng T1 chúng tôi sẽ lựa chọn thường là chụp hướng coronal và có thể thay bằng ASEAN hoặc Satitan tùy vào cái mục đích đánh giá. Sau đây thì tôi xin đi vào các cái nguyên nhân mà thấy trên cộng hưởng từ các cái trường hợp đau vùng vai không do chấn thương. Thì tôi đã làm một cái thống kê nhỏ nhỏ về các cái tổn thương mà chúng quan sát thấy trên phim cộng hưởng từ ở 87 trường hợp được mổ. Tôi thấy rằng là những cái tổn thương hay gặp nhất đó là những cái tổn thương của gân chóp xoay, rồi các cái tổn thương hẹp khoang dưới mỏng cùng vai, các nguyên nhân gây hẹp khoang dưới mỏng cùng vai, thoái hóa khớp cùng vai đòn, tràn dịch khớp, thoái hóa khớp cánh tay ổ chảo, viêm khớp vai thể đông cứng, các tổn thương khác như các loại các cái tổn thương của sụn viền, các loại u, viêm khớp vân vân. Thì cái điều này nó cũng phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, đó là các cái nguyên nhân đau vai hay gặp nhất là do cái tổn thương của gân chóp xoay. Thì đối với tổn thương của gân chóp xoay thì độ đặc hiệu và độ nhạy của cộng hưởng từ rất là cao trong chẩn đoán những cái tổn thương như rách gân, đứt gân. Về nguyên nhân gây ra rách gân, đứt gân thì nó liên quan đến cái hẹp khoang dưới mỏm cùng vai, do vận động quá mức hoặc là nó do tuổi tác, chúng ta vận động hàng ngày rồi các cái gân nó thoái hóa và dẫn đến rách đứt. Và cái tổn thương hay gặp nhất ở gân trên gai, sau đó thì đến gân dưới gai và gân dưới vai. Các cái thể rách chóp xoay thì sẽ có hai thể, rách xuyên và rách không xuyên. Rách xuyên nghĩa là gì? Cái gân thì nó có cái bề dày, và nếu rách xuyên thì sẽ có cái sự, thì nó sẽ rách toàn bộ cái chiều dày của gân, nó sẽ tạo ra một cái sự thông thương giữa ổ khớp và túi hoạt dịch dưới cơ delta. Rách không xuyên thì là hay còn gọi là rách bán phần, thì nó có thể có các cái dạng rách một phần nhỏ ở mặt khớp, hoặc là rách một phần nhỏ ở mặt bao hoạt dịch, hoặc là rách ở bên trong của gân. Thì cộng hưởng từ sẽ đánh giá rất là tốt tất cả các cái thể của rách gân chóp xoay. Đây ví dụ như một cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là cái gân chóp xoay bình thường trên cộng hưởng từ nó sẽ biểu hiện dưới dạng là một cái gân nó giảm tín hiệu trên các cái chuỗi xung phát sát và kích thước bình thường. Còn khi mà nó tổn thương, ví dụ tổn thương viêm thì chúng ta sẽ thấy là trên cái chuỗi xung phát sát nó sẽ thể hiện tăng tín hiệu và tăng kích thước của cái gân ở cái vị trí gần cái điểm bám đấy. Thì trên cộng hưởng từ rất là nhạy trong phát hiện các cái tổn thương viêm gân trên gai đơn thuần.
đây là cũng là một cái trường hợp mà có viêm gân trên gai, đấy, gân tăng kích thước, tăng tín hiệu trên cộng hưởng từ, đặc biệt là cái chuỗi xung PD phát sát thì phát hiện rất là tốt. Và kèm với đó chúng ta thấy những cái tổn thương đi kèm với cái viêm gân này. Như tôi nhắc lại với các bạn từ đầu là các cái tổn thương viêm gân thì nó thường rất đi kèm với cái viêm bao hoạt dịch. Đấy, vì nó hay cái, vì cái bao hoạt dịch này khi mà gân cử động thì nó sẽ trượt qua trượt lại, và nó khi mà viêm gân thì nó sẽ thường đi kèm với viêm bao hoạt dịch, dấu hiệu tràn dịch trong bao hoạt dịch, tăng tín hiệu của bao hoạt dịch trên cộng hưởng từ quan sát cũng rất là rõ. Đấy, đây là cái tràn dịch trong bao hoạt dịch dưới mỏm cùng vai và cái viêm gân, gân tăng kích thước và tăng tín hiệu trên cộng hưởng từ. Trên cộng hưởng từ thì cái ổ rách nó phân biệt với cái viêm gân, đó là cái hình ảnh những cái ổ rách trên cộng hưởng từ thì nó sẽ tăng tín hiệu mạnh hơn và nó gần tương đương với tín hiệu của dịch. Kể cả những cái trường hợp rách nội gân mà rất là khó quan sát trên siêu âm thì trên cộng hưởng từ cũng thể hiện rất là rõ. Như trường hợp này có một cái ổ rách khu trú ở bên trong gân, ở tại vị gân trên gai tại vị trí điểm bám, kèm với đó chúng ta thấy cái tín hiệu của dịch trong bao hoạt dịch dưới mỏm cùng vai. Đây, đây một trường hợp khác rách ở cái mặt hoạt dịch nhìn cũng rất là rõ. Trên cộng hưởng từ chúng ta thấy cái gân trên gai nó tăng kích thước, tăng tín hiệu toàn bộ và nhìn thấy cái phần ổ rách nó nằm liên tục với cái bao hoạt dịch, và còn cái mặt khớp thì nó vẫn liên tục. Đấy thì chúng ta phân biệt được trên cộng hưởng từ sẽ giúp đánh giá được cái mức độ rách đến đâu. Ở trường hợp này chỉ là rách nội gân, chúng ta có thể điều trị nội khoa. Trường hợp rách bán phần này nó chưa đi qua 50% chiều dày của gân, chúng ta có thể điều trị nội khoa. Thì cộng hưởng từ sẽ giúp chúng ta đánh giá tốt được cái mức độ rách đứt gân. Đây một trường hợp khác thì cái tổn thương rách rách bao hoạt, mặt hoạt dịch rõ ràng hơn cái trường hợp vừa nãy, là có dịch nó len vào cái vị trí giữa gân và cái điểm bám. Và cái trường hợp này thì cái rách này nó đã chiếm đến hơn 50% bề dày của cái gân trên gai. Chúng ta cũng sẽ đánh giá được cái mức độ, cái độ rộng của cái ổ rách gân chóp xoay. Và kèm với đó là cái dịch trong bao hoạt dịch cũng thể hiện rất là rõ trên phim cộng hưởng từ, cái chuỗi xung phát sát. Cộng hưởng từ cũng sẽ đánh giá được cái trường hợp rách đứt gân hoàn toàn. Đây cái trường hợp đứt gân hoàn toàn thì thay vào cái vị trí của đáng lẽ phải có gân bám vào cái điểm bám mấu động lớn này thì chúng ta thấy rằng gân nó bị đứt hoàn toàn và cái chúng ta nhìn rõ được cái mỏm cụt gân nó co lại ở ngang mức với giữa chỏm xương cánh tay đây. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ đánh giá được ngoài cái việc đánh giá đứt gân xem mức độ co rút gân đến đâu, cách bao nhiêu cm khỏi điểm bám, và chúng ta sẽ đánh giá được tốt trên rất là tốt trên phim cộng hưởng từ. Một cái vấn đề mà các nhà phẫu thuật cũng rất là quan tâm đó là cái teo cơ và thoái hóa mỡ trong cơ thứ phát sau đứt gân. Vì muốn nối gân mà được kết quả tốt thì cũng phải đánh giá xem là nếu cái cơ đó nó còn cái mức độ teo cơ nó thoái hóa mỡ nó chưa nhiều thì cái kết quả phẫu thuật nó sẽ tốt hơn, tiên lượng tốt hơn và nó sẽ cái tỷ lệ tái phát đứt lại sau phẫu thuật nó cũng sẽ thấp hơn. Những trường hợp mà thoái hóa mỡ mà quá nhiều rồi, gân co rút quá nhiều, gân co rút hoặc thoái hóa mỡ từ độ 3 trở lên thì cái kết quả tiên lượng của cuộc phẫu thuật nối gân nó sẽ kém hơn so với những cái trường hợp mà thoái hóa mỡ nhẹ và gân co rút nhẹ. Thì trên cộng hưởng từ chúng ta cũng sẽ đánh giá được rất là tốt. Ví dụ trường hợp này thì đây là một cái trường hợp đứt gân trên gai mà chúng ta thấy rằng cái gân nó co rút toàn bộ về quá cái phần diện khớp, quá cái khớp cánh tay ổ chảo, thì đây là cái co rút gân độ 3. Thì cái trường hợp này phẫu thuật nó cũng sẽ tiên lượng nó không được tốt bằng. Và những cái cơ này các bạn thấy rằng là nó teo đến độ 3 và đó, thì những cái trường hợp như vậy thì khi mà phẫu thuật thì cũng sẽ cái tiên lượng nó sẽ không được tốt bằng và cũng sẽ dễ cái tỷ lệ tái phát đứt sau phẫu thuật nó sẽ cao hơn. Thì như vậy trên cộng hưởng từ nó sẽ đánh giá rất là tốt cái mức độ rách đứt gân và sẽ làm một cái bi lăng để cho các nhà phẫu thuật lựa chọn cái phương án điều trị cho phù hợp. Các cái tổn thương đi kèm với cái tổn thương gân chóp xoay, ví dụ như thoái hóa khớp cùng vai đòn. Thoái hóa khớp cùng vai đòn thì nó sẽ làm cho cái khớp nó phì đại lên. Tất cả những cái trường hợp của khớp thoái hóa thì đầu xương nó phì đại. Cái khi phì đại đầu xương khớp cùng vai đòn thì làm cho cái khoang dưới mỏm nó hẹp. Và khi đó cái gân nó cử động ở bên trong cái khoang hẹp này thì nó sẽ dễ dàng bị đứt hơn. Đấy, nó rất là đi kèm. Thì kèm với các tổn thương của gân có thể thấy các cái tổn thương của thoái hóa khớp cùng vai đòn. Và hẹp khoang dưới mỏm cùng vai. Thì bình thường ấy, khoang dưới mỏm cùng vai thì đo từ bờ dưới của mỏm cùng vai tới chỏm xương cánh tay thì bình thường nó phải rộng khoảng 7 đến 12 mm. Và trên cộng hưởng từ trên coronal chúng ta có thể đo được khi mà nó dưới 7 mm thì là hẹp khoang dưới mỏm cùng vai. Khi mà có những cái chồi xương hoặc là cái thoái hóa của khớp cùng vai đòn nó làm ra hẹp cái khoang dưới mỏm cùng vai thì các cái cấu trúc gân bao hoạt dịch
nằm ở phía dưới, khi mà nó di động nó sẽ gây ra, nó sẽ dễ dàng bị cọ sát và nó gây cái hiện tượng viêm rách của các cái gân và viêm của bao hoạt dịch dưới mỏm cùng vai. Một cái bệnh lý cũng khá là hay gặp trên lâm sàng đó là cái bệnh lý viêm gân vôi hóa. Cái trường hợp này thì lâm sàng nó thường biểu hiện một cái cơn đau đột ngột dữ dội ở vùng vai. Đấy, lý do là bởi vì là cái vôi bình thường lắng đọng ở trong các gân ấy, mà khi nó ở cái giai đoạn mà nó chưa tiêu biến thì nó cũng không đau. Thế tuy nhiên đến cái giai đoạn mà đột nhiên cơ thể giải phóng ra một cái enzyme để tiêu vôi thì nó sẽ gây ra một cái cơn đau khá là dữ dội và thường bệnh nhân sẽ đến khám vì đau vai cấp. Thì trong trường hợp này chụp X-quang có thể thấy những cái vôi nằm ở xung quanh ở cái vị trí điểm bám của các cái gân đai xoay chẳng hạn. Và trên X-quang thì chúng ta thấy rất là rõ cái trường hợp bệnh lý này. Đây là một trong những cái bệnh mà X-quang chẩn đoán khá là tốt. Thì trên cộng hưởng từ thì cái vôi hóa nó sẽ biểu hiện dưới dạng là giảm tín hiệu trên tất cả các chuỗi xung. Đấy, tất cả các chuỗi xung. Và khi mà cái viêm gân vôi hóa này ở giai đoạn đau thì thường nó sẽ kèm một cái phản ứng viêm dữ dội ở xung quanh cái điểm vôi hóa đó. Thì chúng ta sẽ thấy là một cái nốt giảm tín hiệu rất là mạnh trên các chuỗi xung kèm với cái dấu hiệu viêm rất là mạnh của bao hoạt dịch của phần mềm cơ xung quanh. Thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái bệnh lý viêm gân vôi hóa này. Một cái bệnh cũng rất là hay gặp trên lâm sàng đó là cái viêm khớp vai thể đông cứng. Cái bệnh lý này thì khám lâm sàng khá là điển hình với cái dấu hiệu hạn chế vận động ra ngoài và xoay tay ra sau. Nhưng cũng đôi khi cũng khó phân biệt với các cái trường hợp rách đai xoay đơn thuần. Và nếu mà siêu âm mà nhiều khi mà mình cũng không quan sát thấy các cái dấu hiệu gì bất thường trên siêu âm cả. Thì khi đó có thể nếu mà lâm sàng nó không điển hình, không thực sự điển hình, chúng ta có thể chụp cộng hưởng từ. Thì cộng hưởng từ đặc biệt nhạy đối với cái bệnh lý viêm khớp vai thể đông cứng với cái dấu hiệu dày của bao hoạt dịch ở vị trí hõm nách và vị trí khoảng gian đai xoay, cực kỳ điển hình ở trên cộng hưởng từ. Ngoài các cái nhóm bệnh lý của đai xoay cũng như các cái phần mềm xung quanh đai xoay mà tôi vừa mới trình bày thì cộng hưởng từ còn giúp phân biệt với một số các nguyên nhân khác hiếm gặp hơn, ví dụ như những cái bệnh lý nhiễm khuẩn khớp, bệnh lý do chèn ép thần kinh, các cái khối u xương, u phần mềm quanh khớp. Sau đây tôi xin trình bày một số cách các cái ca lâm sàng chụp cộng hưởng từ khớp vai. Đầu tiên là một cái bệnh nhân nữ 60 tuổi có hạn chế cử động khớp vai trái. Đây các bạn thấy bình thường ấy, đây là tay phải của bệnh nhân. Thì bình thường quạt tay ra sau thì bệnh nhân có thể đưa tay lên đến ngang mức này, thậm chí còn thể đưa cao hơn nữa. Thế còn bên tay bên trái của bệnh nhân thì bệnh nhân không thể đưa tay lên cao được. Đó, thì đây chính là cái dấu hiệu lâm sàng rất là điển hình của bệnh lý đông cứng khớp vai. Thì bệnh nhân đau nhiều hơn về ban đêm và đau đến mức độ không ngủ được và uống rất là nhiều thuốc giảm đau chống viêm không đỡ. Đấy, và siêu âm với mình bình thường mình thấy các cái gân nó hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường ở gân cả, không rách không đứt, và trên X quang cũng không thấy cái gì bất thường cả, các cái xương bình thường mà không có vôi hóa ở các điểm bám. Thì trên cộng hưởng từ chụp lên thì rất là điển hình đó là cái dấu hiệu dày tăng tín hiệu mạnh của bao hoạt dịch ở vị trí hõm nách. Thì đây là một cái trường hợp đông cứng khớp vai điển hình và chúng tôi làm can thiệp tối thiểu, chúng tôi nong khớp vai cho bệnh nhân dưới hướng dẫn của siêu âm. Đây là cái mũi kim của tôi và tôi đưa vào trong ổ khớp và tôi bơm dịch lên, căng lên, bơm dịch và thuốc căng lên. Thì sau đó chỉ khoảng 2-3 ngày sau là bệnh nhân sẽ đỡ đau và lúc đó tập phục hồi chức năng sẽ rất là thuận lợi. À, trái ngược với trước đó bệnh nhân dùng thuốc, các loại thuốc thì một thời gian rất là dài không đỡ và lúc đấy bệnh nhân đau quá cũng không thể tập phục hồi chức năng được. Thì sau khi nong xong thì tiến triển của bệnh nhân thì sau một tuần bệnh nhân đỡ đau được khoảng 80%. Thì cái bệnh lý viêm khớp vai thể đông cứng này là một cái rất là hay gặp trên lâm sàng và tỷ lệ có thể đến 3-5% dân số và thường hay ở cái lứa tuổi khoảng 50-60 tuổi. Và nếu không điều trị gì có thể đau kéo dài đến 2-3 năm. Và nguyên nhân thì có thể sau chấn thương, sau cái phẫu thuật ở vùng vai như là phẫu thuật vú, phẫu thuật nách. Nhưng cũng có nhiều trường hợp mà không rõ nguyên nhân, tự phát. Và siêu âm thì rất là khó đánh giá, đòi hỏi rất là kinh nghiệm. Trong khi đấy hình ảnh cộng hưởng từ thì điển hình với dấu hiệu dày tăng tín hiệu của bao hoạt dịch. Và điều trị tối thiểu bằng có thể làm tiêm nong khớp vai kết hợp với tập phục hồi chức năng. Tiếp một cái trường hợp nữa, bệnh nhân nam 34 tuổi và bệnh nhân này có một cái chấn thương nhẹ và hạn chế vận động, nhất là cái động tác giơ tay qua đầu. Và hình ảnh siêu âm X quang không phát hiện được cái điều gì bất thường cả. Đấy, thì khi đó chúng tôi cho chụp cái cộng hưởng từ. Đấy, chụp cộng hưởng từ lên thì chúng tôi quan sát được một cái đường rách của bờ sụn viền, bờ trên ổ chảng. Đây, chính là cái đường tăng tín hiệu này, đó là cái đường rách của sụn viền. Kèm với đó thì nó có một cái kén dịch ở cái khuyết trên gai này. Đấy, nó có một cái kén dịch. Thì đây chính là rách sụn viền kèm với cái kén. Và nó chèn ép vào thần kinh trên vai, gây đau cho bệnh nhân.
Thì cái kén sụn viền này thì nó rất hay kết hợp với cái rách của sụn viền. Và có thể gặp ở bờ sụn viền bờ trên hay sụn viền bờ sau, sụn viền bờ dưới, và chèn ép vào các dây thần kinh gây ra đau. Thì những cái trường hợp kén sụn viền này thì chúng tôi cũng có thực hiện. Cái này thì bệnh này thì nó không phải là phổ biến lắm, cũng chúng tôi gặp được một số ca, và chúng tôi cũng đã điều trị bằng cách chọc hút cái kén này dưới hướng dẫn của siêu âm, thì kết quả cũng khá là tốt. Một cái trường hợp tiếp theo, bệnh nhân 30 tuổi có đau bả vai một tháng, và chụp X quang lên thì trên cái vùng vai này thì không thấy cái gì bất thường, và ở vùng cánh tay thì nhìn thấy một cái ổ, cũng phải một cái ổ khuyết xương, ranh giới nó cũng khá là rõ. Sau đó thì chúng tôi chụp cộng hưởng từ lên, chụp cộng hưởng từ lên thì nó là một cái tổn thương nằm ở sát vỏ xương, một cái ổ áp xe nằm ở sát vỏ xương, ngay sát vỏ xương, và gây tiêu luôn cái phần vỏ xương ngay vị trí lân cận. Và trường hợp này được chúng tôi chọc hút cái ổ áp xe nhỏ này dưới hướng dẫn của siêu âm, chúng tôi hút ra là, và cuối cùng ra kết quả là nó không, gần như không có dịch mấy. Và chúng tôi làm một cái kỹ thuật thường để lấy bệnh phẩm mà không có dịch, khi mà không có dịch là chúng tôi sinh thiết lấy trực tiếp bệnh phẩm, và kết quả ra tụ cầu vàng. Ở đây một cái trường hợp khác, bệnh nhân khởi phát 2 tuần đau bất động vận động và có cái hội chứng nhiễm trùng rõ. Thì đây một cái trường hợp mà nó nhiễm khuẩn lâu ngày và nó đã gây đứt hết các cái gân ở vùng khớp vai, tràn dịch và đứt hết các gân ở vùng khớp vai. Thì những cái trường hợp nhiễm khuẩn xương khớp này thì cũng có thể thỉnh thoảng gặp trên lâm sàng, thường nguyên nhân đi theo đường máu hoặc đường trực tiếp. Bệnh cảnh lâm sàng với cái hội chứng nhiễm trùng và chẩn đoán và điều trị, chẩn đoán thì thường nó cũng không khó khăn, bởi vì cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân rất là rõ, nhưng mà kết hợp với cái hình ảnh thì chúng ta xem cái vị trí tổn thương, và chúng ta có thể kết hợp để chọc dịch hoặc là sinh thiết. Các cái vị trí không có nhiều dịch thì có thể làm sinh thiết để xét nghiệm làm kháng sinh đồ. Một cái ca bệnh nhân nữ khá trẻ tuổi, cái trường hợp này cũng tự nhiên đau vai và hạn chế vận động, thì đi chụp lên X quang thì đã thấy rất các nhiều các cái ổ khuyết xương ở cạnh bờ khớp. Đó. Và khe khớp thì nó chưa có cái dấu hiệu hẹp khe khớp. Chụp cộng hưởng từ thì cũng làm rõ, rất là rõ, đó là các cái có các cái khối nó ăn mòn vào các cái xương ở cạnh khớp. Và trên các cái khối này có một cái đặc điểm trên cộng hưởng từ là có các cái giảm tín hiệu trên chuỗi xung T2 phát sát. Thì đây chính là một cái trường hợp viêm bao hoạt dịch thể lông sắc tố. Thì trên cộng hưởng từ nó cũng khá điển hình với các cái cấu trúc giống như phần mềm, các cái khối dạng phần mềm, và nó ăn mòn vào các cái xương ở cạnh khớp, và nó có cái dấu hiệu giảm tín hiệu ở các cái ổ giảm tín hiệu trên T2, nhất là T2 sao do có chứa chất hemosiderin, và điều trị bằng phẫu thuật. Ngoài ra cũng có rất nhiều cái trường hợp mà đau vai mà nhiều khi mình siêu âm mình không phát hiện ra những cái tổn thương bất thường gì ở vùng gân cả, mà nó tổn thương nó xuất phát từ xương. Mà trên X quang cái vùng xương nhiều khi nó trồng hình, nhiều khi chúng ta cũng không phát hiện ra. Đây là một cái trường hợp mà có cái khối u ở gai vai, u xương ở gai vai, một cái u di căn ở gai vai, và nó gây ra đau ở vùng vai. Như vậy cộng hưởng từ nó cho chúng ta một cái nhìn tổng quan, cho một cái nhìn tổng quan về toàn bộ các cái cấu trúc ở vùng khớp vai, về cấu trúc phần mềm cũng như là xương, rồi các cấu trúc dây chằng, thậm chí sụn viền. Thì tất cả những cái cấu trúc đó chúng ta đều có thể quan sát tốt trên cộng hưởng từ. Và nếu mà khi mà chúng ta dựa vào lâm sàng, dựa vào X quang siêu âm mà chưa chẩn đoán được, hoặc là lâm sàng và hình ảnh X quang siêu âm nó không phù hợp, thì cái cộng hưởng từ cũng là một cái lựa chọn rất là tốt để phát hiện được cái nguyên nhân gây ra đau vai. Tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Camera đâu?